Nam với Sim vừa vào server được bao nhiêu ngày nhờ? Được bao ngày rồi? Được hình như mới được mấy tiếng đồng hồ không? Cái đi dứt chồng luôn. Nhất với bạn luôn. Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Nhưng đã quay xong video của mình chưa? Mất các bạn đâu quay trở lại với chương trình của mình. Tôi sẽ đây. Và game mình sẽ nói với một điều mới trên kênh của chương trình về micro. Và vẫn tiếp tục là series Zero sinh tồn 1000 ngày cùng Hero Team. Và ngày hôm nay hình như là tập thứ 3 anh em ạ. Và tập thứ 3 này tôi đi giết lòng Ender anh em. Nó sẽ sớm. Nó sẽ là sớm so với những series sinh tồn, nhưng nó sẽ là muộn so với những video kiểu kỹ năng mà speedrun. Nhưng mà mình ngày hôm nay sẽ có một cái thử thách khác nữa, đó chính là ngày hôm nay anh em thấy đông người không? Đó. Ở đây chúng ta có đạo nô lệ nè, không cận nè, là hai người khá là quen thuộc ở trong cái world sinh tồn này rồi. Và ba người mới vào nữa là mẹ Simmy, Sammy và Mimi. Đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai đội, Sammy, Phong Cận và Đạo sẽ cùng một đội, mình, Sim và Mimi sẽ cùng một đội. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ thử thách chạy đua coi team nào là team giết được lòng Ender trước thì team đó sẽ là team chiến thắng các bạn ạ. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Let's go. Ok, bây giờ thì let's go. Sim ơi. Đây, Sim lên đây. Đây là kim cương mà anh đã chế tạo được đây. À lộn, đây là kim cương mà anh đã đi mai được đây. Đó. Bây giờ thì anh sẽ chế tạo full giáp cho Mimi với Simmy nè. Đây của Sim nè, mặc vô. Thank you. Ê Mimi đừng lấy mất đồ. Rồi, em cứ mặc được giáp anh. Ôi trời ơi, xuống cái không sao, không sao. Ok, à quên nữa, còn táo vàng. À mọi người hãy đi lấy đồ ăn nha. Mọi người ra ngoài cái ruộng, mọi người lấy lúa, mọi người lấy đồ ăn đi. Ok. Ra ngoài ruộng lấy lúa, lấy đồ ăn đi. Nhanh. Bây giờ mình làm nhanh chóng xong rồi mình đi qua bên cổng Nether luôn. Bây giờ nha, anh nói nha. Ok. Đây lấy theo tất cả những gì mà mình cần. Đây có lúa rất là nhiều này. Thôi để anh chế tạo luôn cho, để anh chế tạo luôn cho. Đây em chế tạo luôn mà. Trời ơi, đây là trận chiến. Thôi có team khác ở đây. Đi. Qua. Nhanh. Ok, đi luôn, không chờ đợi đúng không? Đúng rồi. Ok, nhất định trong cái trận chiến này tụi tôi phải là người giành chiến thắng mọi người ạ. Đấy, không phải để thua bên kia được. Simmy qua chưa? Đây, em qua rồi. Trời đất ơi, ủa? Qua đây. Sao con nhỏ nó cũng tấn công Mimi vậy? Trời, ok, Mimi đi qua đây, Mimi ơi. Đi qua đây. Đi vào lâu đài với anh. Cái lâu đài này là cái lâu đài mà hôm trước bọn mình đã tìm được anh em mà Phong cũng sẽ biết cái vị trí của lâu đài này. Và bây giờ chúng ta cần phải nhanh hơn nữa. Có rất nhiều anh em hỏi là tại sao mình dùng kiếm đúng không? Thiệt ra kiếm của mình hiện tại đang có một cái dòng đó chính là dòng nhạc ba anh em ạ. Và hiện tại là mình đang cố gắng để dùng lấy hết mức có thể. Mình phải dùng để mình có thể lấy nhiều nhất cái que quỷ lửa để có thể gọi là đủ kịp hơn so với bên kia anh em ạ. Mình phải nhanh. Đây là trận chiến với tốc độ anh em. Ok, bảy que rồi. Còn thêm một que nữa cho chắc anh em ạ. Một que, thật ra 7 que là anh em đã đủ làm rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải 8 que để cho chắc cú luôn anh em ạ. Mimi tới chỗ khá là nguy hiểm nhưng vẫn có vàng. Coi. Để team kia coi ở đâu nha. Để team kia nhà cẩn thận nha. Ok. À đây rồi. Ok, Mimi đào nhiều lắm anh em yên tâm. Em đang kiếm chỗ khác. Oh yes, đúng rồi. Đây có nè, nhưng mà xa quá. Yes. Ok, bây giờ mình sẽ đi đào cái quặng vàng nè. Cái này rất là căng luôn. Mình không biết là bên Phong có chơi giống mình hay không. Không biết là bên Phong có đi tìm giống mình hay không. Hay là bên Phong gọi là chơi lấy trước cái mắt nữa. Nhưng mà hiện tại bên mình không có những cái mắt Ender. Không có mắt. Tức là bọn mình sẽ chơi từ đầu luôn anh em ạ. Bọn mình chỉ gọi là chơi từ đầu, từ khúc mà xuống địa ngục luôn. Đấy, chỉ có khác là cái công cụ là bắt đầu thôi. Là bọn mình chơi theo kiểu đấy. Còn không biết là bên Phong có chơi theo cái kiểu này không. Oh my god, mong bên mình không bị bất lợi gì cả. Nhưng mà mong thôi mọi người, vì lợi bên kia có Ender sẵn sao biết được. Hồi nãy nghe giọng tự tin lắm cơ. Em nghĩ em sẽ lên trên kia theo dõi mọi người kia trên kia sao. Ok. Em qua em coi thử coi mọi người trên kia đã đi chưa. Nếu như mọi người không xuống địa ngục này là mọi người đã có sẵn mắt Ender rồi. Và nếu như bên kia mà có mắt Ender sẵn rồi thì xong rồi anh em ạ. Mình không còn gì chơi nữa. Em canh lại chưa chưa thấy xuống. Từ Đây, để em về. Đây em về nè. Ủa anh cần kiếm gì làm mắt Ender vậy? Thấy gì? Làm con mắt Ender để đi kiếm cái stronghouse em. Đào giờ mới xuống nè, khoan. Vẫn ở nhà anh. Chưa đi. Chưa chuẩn bị xong. Đào xuống rồi. Ok. Đào bàn tiếp với anh, qua đào bàn tiếp với anh. Ok.
Anh có nghĩ việc mình nên tấn công đạo không hay là chưa chưa không mình không chơi tấn công. Cái này mình không chơi tấn công. Phải lại. Ôi thật sự là bây giờ mình còn phải đi tìm Kiếp Linh anh em ạ. À khoan. Mình có kiếm Lutin mà giờ. Mình có kiếm Lutin thì bây giờ mình đi giết Enderman lấy nó nhanh anh em ạ. Không cần phải đổi với mấy con Kiếp Linh. Mình có kiếm Lutin thì mình giết mấy con Enderman lấy cho nhanh. Baby trở lại baby. Oh my god, đi về baby ơi. Quỷ thần sứ ơi, đại chủ đạo vô cố vô cho mình nhớ. Vẫn cần phải có vàng, vẫn cần phải có vàng để mình dự phòng. Thì em thấy vẫn có mà đây, Mimi tôi đưa cho bà hết vàng nè, bà chế tạo ra đi. Ui. Ok. Đây nè, đó. Mình không mặc được giáp kim cương thức ghê á. Mình đang bị một cái lời nguyền rất là khó hiểu là lời nguyền không thể cởi áo ra mọi người. Gói Jamic. Oh shoot. Ok, lúc nào anh lên nói tụi em, tụi em vẫn sẽ đi kiếm vàng tiếp vậy. Ok. Với cả là mọi người đi kiếm lương thực đi, mình sẽ dưới đây mình đi anh em mình giết. Thật ra đổi vàng với Big Link thì nó sẽ rất là nhanh anh em ạ. Nhưng mà hiện tại mình đang có cái kiếm nhặt ba. Thì cái tỷ lệ mình ra cái cây, cái ngọc Ender nó sẽ rất là cao. Thì tội gì mình không dùng đúng không? Ui. Em thấy tên của Phong gần em. What the heck? Oh, em cứ theo dõi team game, cho anh. Oh no. Nhớ tên thật cách xa ra. Anh không biết là bên mình Bibi cẩn thận, mình đang gần Phong cẩn á. Đi ra đi. Tôi không muốn động chạm đâu. Đi Bibi. Em nghĩ em cũng không nên đứng gần quá vì em cũng chưa biết là Phong là một người chơi như thế nào nữa. Em bà thử đổi cho mấy con heo thử coi, nó có ra cái ngọc Ender không? Thử coi. Mình nghe tiếng Enderman anh em ạ. Con thử đổi thử coi. Ok vậy. Ôi, sao đánh Bibi? Ủa? Mi đổi vàng sao nó đánh Mi vậy anh? Em phải quăng vàng qua, phải quăng vàng qua. Ồ, được năm cùng Enderbeer, được năm cùng Enderbeer rồi. Được. Hợp lý. Hợp lý. Oh my god, phòng đang. Oh shoot, phòng tấn công em. Chết rồi. Oh my god. Chạy đi em ơi. Không được anh ơi. Ơi, ok. Em cắt được Phong rồi. Phong đang bị anh ơi. Mất tất cả rồi anh ơi. Anh ơi, cẩn thận Phong nha. Khoan. Ê, từ từ, bên kia chơi toàn Enchant ấy không á? Enchant biết không á? Đây là ấy đi. Vâng. Ủa, cái này có cả em đúng không hả? Có chứ. Ok, mình được 7 cung rồi, một cung nữa. Một cung nữa thôi là mình đi được. Sao lại đi theo mình? Thắc mắc nha. Ôi trời, nó báo gì chỉ cho bên kia đó. Ok, về nha. Có khi. TB anh. Ok. TB anh, Mimi ơi. Ủa, anh chấp nhận tên bắt em đi. Ok. Ê khoan, còn thiếu, chết rồi, còn thiếu. Ui, quên mất ngọc Enderbeer thì nó phải nhiều hơn so với cái ngọc thường. Nên là, để như này là, không, bảy ơi. À, có gì lỗi hả? Khổ gì trời. Anh tính nhầm, sorry, anh tính nhầm. Mà nghĩ mình cần gỗ mà nha, ở đây có chỗ gỗ không anh? Em đi đặt gỗ là được, em đi đặt gỗ. Okay. Ôi, tự nhiên được quả tính, bị quả tính toán sai. Khó chịu thật. Hình như chỗ đấy đi cũng hơi xa anh. Không xa, gần. Không thấy Sam nè, tự nhiên Sam. What the heck? Phong. Oh my god, Sam báo hiệu chỗ của em. Không được, em phải trốn đi bật. Oh my god. Không được. Thì sao Sam lại ở đây? Ở đâu, Sam đang ở đâu? Không, Sam nó đứng gần em, ok. Em không biết phải báo hiệu không, để em nấp thử coi. Nhưng mà vị trí của em đang ở đâu? Không, em ở trên làng, ok. Thấy hai người kia đi mất tiêu rồi. Oh my god, bởi vì hôm nãy Phong giết em nó sợ lắm. Phong có tính giao tranh quá. Ok, em cắt đuôi được rồi. Thôi thử coi bên kia ném ngọc Ender chưa? Cũng có thể. Theo dõi đi. Để em. Đâu ta? Mới thấy đây mà. Có khi nào đang ném động Ender không ta? Từ. Không thể nào đi nhanh như vậy được. Nhất định phải gần đây chứ. Được rồi.
mình có máy farm sắt để farm ở đây. Ok, 3 là 12 rồi nè. Ok, còn thêm 2 NDB nữa là đủ. À, bên này khôn thật chứ. Lấy hết đồ ăn luôn á trời. À, thì ra hồi nãy là tụi mình xuống trước là bên kia lấy hết đồ ăn rồi. Không còn gì hết trơn á. Em đi với mấy người trong chuồng đi xong rồi đem nung lên. Ok, ok, ok. Giết, đừng giết hết. Giết một ít thôi, đừng giết hết. Mang bò đó sau này để phong ấy nữa. Xin lỗi mấy bạn bò nha, ok. Oh, anh hả? Trời ơi, tưởng ai, ok. Bây giờ em đi nung đồ ăn nè. Ui, có nhiều thang nè, ok. Ôi, Huy và Phong đã tiến đến làm mắt gián điệp rồi. Mắt gián điệp? Là sao? Là con mắt Ender á. Oh my god, thằng gì em nghe dưới kia la anh ạ. Chưa thấy Ngọc Ender xuất hiện. Khó vậy? Ok, mình thử may cho mình cái quần nữa. Done. Ê! Ê, từ từ, có một Enderman. Mày chết mày xong rồi mày tới công chuyện mày rồi. Cố lên rồi, come for this. Tôi có nhiều vàng nè, Mimi 18 cục nè, bà có xài thì cục nào không? Tôi cho bà xài nè, trời ơi. Yes. Về, let's go. Ok, em có 40, em hơn có mấy chục cục thịt rồi nè, em đang đợi mọi người nè, trời ơi. 44 cục thịt với gọi là 55 cục bánh mì đấy, rất nhiều đồ ăn này, em đang rất là chờ mọi người đấy. Ok. Ôi rất xa, rất xa. Okay. Ôi mới gì, mới cục đầu tiên mà đã vỡ rồi này. Đi về hướng này. Đi về hướng này với anh, What? Kỳ vậy, hồi nãy mình thấy anh kia đi hướng khác ta. Ok. Có thuyền chưa? Có cần đi thuyền không? Bây giờ hai người ở nhà, tôi đi tới đó thì hai người tới bê. Ok. Ủa? The End. Dưới kia đi xuống The End rồi. Ok, không sao, em nghĩ không thể nào tiêu diệt con The End nó nhanh như vậy đâu anh. Không, bên kia có giường, tiêu diệt sẽ nhanh đấy. Không. Anh còn phải tiêu diệt cái đống kia nữa mà. Anh còn tiêu diệt hồi máu nữa mà, không nhanh đâu. Không. Cái giường nếu như em biết cách đánh, không cần tiêu diệt hồi máu, 5 cái giường chết một con rồng. Ý vậy? Oh my god, em nghe bảo đạo nhiều giường lắm anh nha. Quên anh, em tin anh. Giờ sao đây Mimi ơi, tôi lo quá đây. Hay là em cũng chế tạo giường anh nhờ. Trời ơi, ok. Hiện tại mình ở nhìn nhà mình đang rất là lo mọi người ơi. Coi. Ở đây có hai cái giường nè. Ôi, hơi căng thẳng một chút. Bên kia hình như bây giờ là người ta đang xuống được địa này đấy. Hình như đang đánh rồng luôn ấy. Đúng rồi, em hiểu mà. Giờ sao đây? Lo quá đây. Em nghe tiếng hú hét ghê quá. Ủa, Sammy đã bị... Sammy bị rớt. Dạ. Ok, một tín hiệu đáng mừng nhẹ. Một thành viên đã chết. Thế thì bây giờ mình sẽ không cần phải dùng mấy cái mắt Ender này nhiều nữa. Tại sao? Tại vì hiện tại là mình đã tìm được cái khu gọi là Stronghold rồi. Không, mọi người đã tìm được Stronghold rồi. Thì tất nhiên là mọi người đã phải lắp cái này vô rồi thì mọi người mới xuống dưới được, đúng không? Ok, đúng rồi. Ủa anh cứ là Stronghold rồi hả?
Không, tức là anh bảo là Sam với Phong kiếm được Son Ho rồi. Và chắc chắn là hai người đó phải gọi là Phải gọi là đặt mắt vô rồi. Đâm ra bây giờ mình sẽ không cần những mắt này nữa. Và bây giờ mình chỉ cần việc đào xuống thôi. Ok. Phong cần bị... Yes. Hay lắm. Anh ơi, hai người rụng rồi. Xuống đây em ơi, xuống đây em ơi. Ok. Hai người rụng rồi. Yes. Thời cơ tới rồi, Mimi ơi. Let's go. Ủa, Mimi cũng có luôn nè. I spy nè. Đi kiếm mà, đi kiếm phòng DN. Ôi, ba người rơi luôn anh. Nhanh đi kiếm phòng DN. Gì vậy? Vậy chứ? Ok. Em đánh luôn zombie. Ok. Ủa sao không có đuốc vậy? Oh my god. Ok. Cẩn thận anh. Mimi ơi, kiếm phòng DN giúp tôi nha. Chị cũng đi vòng kiếm đi, đừng chỗ chia ra. Oh my god, con creeper. Hot damage. Ok. Tại sao nó lại túi thui như vậy trời. Ok. Kiếm được chưa Mimi ơi? Chưa. Úi. À dạ, sorry. Lại đánh em. Oh my god. Đây rồi, TB. Ok. Đây em TB rồi nè, TB Mimi ơi. Mimi ơi. Ok. Xuống. Anh còn thức ăn không? Nè. Con. Ok, giờ sao đi anh? Chiến thuật này. Từ chúng ta phải thực sự bình tĩnh. Ok. Anh ơi, sắp chết rồi. Anh ơi, có cần chặn lỗ không? Bây giờ tất cả mọi người nghe lời anh. Đi tiêu diệt những người bên kia để anh tiêu diệt rồng. Ok. Mimi ơi, bà tôi chặn cửa. Mimi ơi. Bà đâu rồi? Ủa, cái chỗ đi lên là chỗ nào vậy? Từ từ. Chỗ đi lên chỗ nào vậy Mimi? Chỗ đi lên chỗ nào vậy? Cái chỗ lên không, cái chỗ lên chỗ này á. Mà nhớ không? Mimi. Mà nhớ. Ôi. Phong kìa, chặt phong. Ok, đây. Oh my god, mình kia mạnh quá. Ok. Ôi. Từ ơi, kia nó mạnh đấy. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận. Oh my god. Ok. Đem gây sao nhãn, Mimi ơi. Con đường sắp chết rồi. Ai? Ôi. Ai? Ôi. Trời ơi, bên kia mới khởi đầu vào được nhiều đồ ngon quá. Bên kia mình không có đồ gì cả. Đêm. Xui quá. Đêm. Đây là... Không sao. Ôi, bên kia mình thứ nhất là hai người không biết chơi nè. Thứ hai là có bà Mimi, bà biết đi kiếm đồ một chút nè. Và thứ hai là bên kia, trời ơi, mới vô là đã cung lửa rồi. Bên kia mà một cung là mình chết á. Đâm ra là nó mạnh lắm. Rất là mạnh luôn mọi người. Sự... Cẩn thận. Yeah. Ôi. Bên kia mạnh quá. Bên kia đồ OB quá. Bên này không có ai không đồ off hết trơn. Bên đây đồ sim với Mimi không biết chơi. Một mình đi kiếm Ngọc Endor luôn à, phải rồi. Ôi trời ơi anh em ơi, kết thúc rồi. Thật sự là bên cái trận này nó hơi OB một xíu anh em mà. Thật ra lúc mới bắt đầu vô là mình đã biết, ôi xong tan rồi, sếp mình chung team với hai bà không biết chơi. Sim không biết chơi, Mimi không biết chơi. Còn bà Mimi bà còn biết đi đổi vàng với Bitling là mình thấy là nó vớt vát đi hy vọng một chút nhưng mà vẫn chậm anh em à. Với cả cái thứ hai anh em biết sao không? Ở bên Phong á là hiện tại đang sở hữu một cây kiếm bật lùi, một cây kiếm lửa, một cây cung bật lùi, một cây cung lửa. Phong với Đạo biết chơi này và hai người đang sở hữu hai cái loại vũ khí mạnh nhất trong cái world này luôn. Tôi khởi đầu với đúng cây kiếm kim cương quá nhạc anh em ạ, với cả cầm hỏng hết. Đúng hai cây à, còn một cây nữa là đào nhanh với gia tài hết anh em ạ. Trời đất ơi, đâm ra là cái trận này nó hơi nghiêng về phía của Phong một chút. Nhưng mà thôi không sao anh em ạ. Dù sao thì bọn mình cũng đã giết được rồng Ender rồi. Và tầm sau anh em muốn mình xây cái gì ở trong world này thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Rô biết nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.